Xin chào quý vị. Hiện nay Việt Nam là một quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nhà nước ta đã có những quy định cụ thể để đảm bảo cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể sinh sống ổn định và làm việc tại Việt Nam. Một trong những thủ tục đó là thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp hai luật sư đến từ Hà Nội Law Firm để thực hiện tham gia trao đổi về vấn đề này. Chào luật sư Tài. Cảm ơn luật sư đã tham gia buổi trao đổi được thực hiện bởi Hà Nội Law Firm. Luật sư có thể cho biết hiện nay thời hạn thẻ tạm trú được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu năm không ạ? Vâng, chào chị. Hiện nay thẻ tạm trú của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như sau. Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc có vốn vào các tổ chức kinh doanh đang hoạt động tại Việt Nam thì được cấp thẻ tối đa đó là 5 năm. Tuy nhiên trong một số trường hợp, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến các yếu tố doanh nghiệp cũng như cá nhân nhà đầu tư nước ngoài để cấp thẻ với thời gian phù hợp. Vâng, chào luật sư Minh. Luật sư có thể nói về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam không ạ? Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài thì bao gồm những giấy tờ tài liệu sau. Thứ nhất thì nhà đầu tư cần có giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài. Là trong cái giấy chứng nhận đó thì phải thể hiện chi tiết và rõ ràng về cái phần vốn gốc của nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai thì là giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì nhà đầu tư nước ngoài cũng cần phải có hộ chiếu bản gốc và giấy giới thiệu cho nhân viên ở Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại cơ quan xuất nhập cảnh. Ngoài ra thì cũng cần có hai ảnh 2x3 và cuối cùng là cần đến giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận với công an phường xã nơi mà người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam. Vâng, vậy khi đã chuẩn bị các đầy đủ các hồ sơ đã nêu trên thì các nhà đầu tư sẽ nộp ở đâu và thời gian như thế nào ạ? Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nêu trên thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố nơi mà doanh nghiệp đóng trụ sở chính và thời hạn để được cấp thẻ là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai luật sư đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Với video này, hy vọng có thể giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, Hà Nội Law Firm đang thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Xin vui lòng truy cập đến trang web hanoilaw.vn hoặc YouTube Hà Nội Law Firm hoặc đến số điện thoại 04 6682 5050 để được hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn.